Thưa quý vị, trong những năm gần đây, cùng với cả nước, tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho người lao động và về lâu dài sẽ tác động xấu đến hệ thống an sinh xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội thành phố Phổ Yên trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10 trường hợp đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do, nên mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, giải thích, song họ vẫn lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Em đang cần một khoản tiền anh ạ, để em làm việc riêng của em. Vì do cá nhân thôi chứ không ảnh hưởng, không liên quan gì đến bảo hiểm. Em quyết định là lấy cái số tiền này mình để mình cũng kinh doanh luôn. Ngoài thứ hai là mình cũng đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ rồi. Cũng làm như thế để mình kinh doanh, tại vì cũng thời gian để mà chờ đóng bảo hiểm nó lâu, tầm khoảng 62 tuổi mình mới lấy được. Mình đã cần thêm một số vốn để kinh doanh bên ngoài. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, số tiền nhận về thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Mất đi lương hưu hàng tháng như của đẻ dành nếu đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là những thiệt thòi của người lao động khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Hiện nay thì mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định bằng 22% mức tiền lương tháng. Trong đó thì người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 14%. Tổng mức đóng quỹ bảo hiểm xã hội một năm bằng 2,64 tháng lương. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động chỉ được thanh toán bằng 2 tháng lương trong một năm tham gia. Như vậy thì người lao động mất đi 0,64 tháng lương cho mỗi năm. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022 và 6 tháng đầu năm 2023, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gần 24.000 người. Bình quân số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm sau cao hơn năm trước, khoảng trên 12%. Nguyên nhân chính được xác định là do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ảm đạm. Nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản, cắt giảm lao động khiến nhiều người lao động mất việc làm, cuộc sống khó khăn. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân do bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ hấp dẫn, thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài, tuổi nghỉ hưu cao. Rất cần cái sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mà đặc biệt là phát huy cái vai trò của ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cấp, đặc biệt là ở các cái địa phương, để có cái chỉ đạo trong cái công tác tuyên truyền, vận động để người dân tham gia, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội trong những cái trường hợp, đặc biệt những trường hợp mà khi mà mất việc làm. Một số giải pháp trong thời gian tới thì hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, phát triển thị trường lao động để nhằm duy trì việc làm cho người lao động ổn định và bền vững. Thường xuyên tham mưu cho cấp có thẩm quyền để sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng thực sự là một công cụ hiệu quả. Ngoài ra thì cần tăng cường phát huy hiệu quả các chính sách để giải quyết các khó khăn về tài chính trước mắt của người lao động, cũng như chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Có thể nói, tiền của người lao động đóng góp được tích lũy và quản lý tập trung ở cấp quốc gia. Khoản tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là của để dành quý giá của người lao động. Nếu không nhận một lần thì người tham gia có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với sự hỗ trợ của nhà nước.